Chúng ta vừa được tìm hiểu bài lịch sử Bác Hồ đọc tuyên ngôn độc lập. Các em đã biết về quang cảnh và diễn biến của buổi lễ, nội dung của bản tuyên ngôn và ý nghĩa của sự kiện lịch sử này. Trong bản tuyên ngôn, Bác đã khẳng định nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập và sự thật đã thành một nước tự do, độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy. Cô mong rằng là những chủ nhân tương lai của đất nước, các em sẽ tiếp bước cha anh, giữ vững và bảo vệ nền độc lập của dân tộc, xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, sánh vai với các cường quốc năm châu như Bác Hồ hằng mong.